Đức Giêsu, đường hạnh phúc. Đã là người, ai cũng mơ ước hạnh phúc, tìm kiếm hạnh phúc, dù mỗi người định nghĩa, đánh giá hạnh phúc khác nhau. Cũng vì khao khát hạnh phúc mà người ta không ngại làm bất cứ điều gì để đạt hạnh phúc ước mơ, kể cả phải liều hy sinh chính mạng sống. Như người tù vượt ngục, người vượt biển đã bất chấp nguy hiểm tìm đến một nơi mà họ cho là có hạnh phúc. Nhưng tại sao con người luôn khao khát hạnh phúc? Thưa, vì con người được sinh ra bởi Thiên Chúa là nguồn hạnh phúc. Con người được mang gen hạnh phúc của Cha trên trời đấng tạo dựng, mà từ đời đời đã muốn con người được dựng nên để chung hưởng hạnh phúc vô cùng của mình. Rất tiếc vì có tự do là hình ảnh của Thiên Chúa, là kho tàng quý giá và vinh dự vượt bậc mà Thiên Chúa ban cho con người, đã từ chối hạnh phúc nguyên thủy Thiên Chúa dành cho mình, nên đã lâm vào cảnh bất hạnh, là điều ngược với ý muốn của Thiên Chúa. Nhưng ngay cả khi con người đã tự mình đánh mất hạnh phúc, Thiên Chúa vẫn xót thương, và chính Ngài đã đi tìm lại hạnh phúc mà con người làm mất bằng chương trình cứu độ của Đức Giêsu, con Thiên Chúa làm người. Như thế, mục đích của mầu nhiệm nhập thể làm người của Đức Giêsu ngôi Thiên Chúa là chuộc lại hạnh phúc mà con người vì tội lỗi đã làm mất. Hạnh phúc đó là được làm con Thiên Chúa, được nhìn thấy Thiên Chúa, được Thiên Chúa xót thương an ủi, được nước Thiên Chúa làm kho tàng sa nghiệp, được nước trời là nơi cư ngụ, được thỏa lòng mong đợi và được phần thưởng thiên đàng. Đó là hạnh phúc thực, hạnh phúc đích thực, là kho tàng không bị hao hụt, hư nát, mỗi mọt không thể đục phá và kẻ trộm không thể đào tường khoét vách lấy đi. Đó là hạnh phúc thật dành cho những ai lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa được công bố từ miệng Đức Giêsu, con Thiên Chúa trong hiện chướng nước trời từ núi Bác Phúc, và suốt cuộc đời dương thế Ngài đã rong ruổi đến với nhiều người thuộc mọi giai cấp, thành phần, hoàn cảnh, tâm trạng, để tất cả đều gặp Ngài là con đường hạnh phúc đích thực đời đời. Thứ nhất, Đức Giêsu đã gặp những người băn khoăn trước ngã tư cuộc đời và chưa tìm được con đường hạnh phúc. Họ là những người khao khát hạnh phúc tuyệt hảo, hạnh phúc viên mãn, đã đến hỏi Đức Giêsu con đường nào là con đường hoàn thiện, tức là con đường bảo đảm 100% hạnh phúc nước trời. Và Ngài chỉ cho họ: ngươi không được giết người, không được ngoại tình, không được trộm cắp, không được làm chứng gian. Ngươi phải thảo kính cha mẹ, phải yêu đồng loại như yêu chính mình. Và điều cuối cùng để nên hoàn thiện là: hãy bán hết tài sản, đem cho người nghèo, rồi hãy đến theo tôi. Như thế, bán hết tài sản cho người nghèo và đi theo Đức Giêsu là đoạn đường cam go cuối cùng phải vượt qua để đạt hạnh phúc trọn vẹn mà Thiên Chúa hứa ban. Điều này cho chúng ta thấy vật chất là chướng ngại đáng quan tâm, của cải là cản trở không nhỏ đối với người muốn đi trên đường về hạnh phúc. Không phải vô ý, vô tình hay ngẫu nhiên mà Đức Giêsu luôn nhắc nhở các môn đệ của Ngài mối nguy của tiền của. Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dễ chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của được. Đó cũng là lý do Đức Giêsu khi công bố hiện chướng nước trời trên núi Bác Phúc đã khởi đầu bằng: phúc cho ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Quả thực, tiền của được xem là một trong những nguyên nhân hàng đầu của bất hạnh. Tâm hồn bất an vì toan tính thủ đoạn làm tiền,
gia đình gia tộc bất hòa vì tranh giành của cải, bạn bè cắt đứt tình bằng hữu cũng vì lắt léo lung tung chuyện vật chất mà người ta không mấy khi được bình an hòa thuận hạnh phúc với tiền của. Tiền của cũng dễ làm tâm hồn chúng ta lạnh lùng với Thiên Chúa và hờ hững dửng dưng với nước trời. Vì tiền của có một ma lực thu hút rất mãnh liệt, khủng khiếp, đến nỗi khi đã lọt vào rồi thì vô cùng khó thoát ra vì lòng tham của con người vô đáy. Và Đức Giêsu cảnh báo: kho tàng của ngươi ở đâu thì lòng ngươi ở đó. Nên nếu kho tàng là tiền của thì tâm trí, trái tim của ta cũng đặt hết ở tiền của, gắn chặt với bạc tiền, đóng đô với vật chất, trong khi những thứ này đều không bảo đảm cho ta hạnh phúc thật. Như người phú hộ kia cứ mải mê tích trữ của cải mà không biết rằng chỉ nội trong đêm nay người ta sẽ đòi mạng, thì của cải sẽ về tay ai? Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa thì số phận cũng như thế đó. Với những người còn băn khoăn, do dự trước nhiều con đường, Đức Giêsu đã chỉ cho họ chính Ngài là con đường hạnh phúc đích thực và mời gọi họ: hãy đi theo tôi, vì tôi là đường, sự thật và sự sống. Thứ hai, Đức Giêsu đã gặp những con người không hạnh phúc vì nghi ngờ con đường đức tin mình chọn. Vì được mời gọi, thu hút, lôi cuốn bởi rất nhiều con đường, có đường tình, đường tiền, đường danh vọng, đường khoa bảng, đường quan chức, và đường nào cũng thênh thang rộng mở, mồi chài, hấp dẫn. Chính vì thế, chúng ta có thể rơi vào tình trạng nghi ngờ con đường mình đang đi và không hạnh phúc với tâm trạng nghi nan liên lỉ và cám dỗ thường xuyên đổi đường, chuyển hướng. Đó là tâm trạng của người đàn bà xứ Samari mà Đức Giêsu đã gặp bên bờ giếng Gia-cóp. Người đàn bà này rất đặc biệt. Bà không nghi ngờ thắc mắc gì ngoài đức tin và tôn giáo bà đang theo. Đặt vấn đề với Đức Giêsu về niềm tin. Sau khi thấy Ngài nói trụng phốc đời tư và tình duyên trắc trở của mình: thưa ông, tôi thấy ông thật là một ngôn sứ. Cha ông chúng tôi đã thờ phượng Thiên Chúa trên núi này, còn các ông lại bảo Jerusalem mới chính là nơi phải thờ phượng Thiên Chúa. Bà đã nói lên mối nghi ngờ từ rất lâu đốt cháy tâm can bà. Mối nghi ngờ của bà rất quan trọng vì đụng chạm đến lẽ sống, ý nghĩa và cùng đích của đời sống con người. Thiên Chúa nào mới là Thiên Chúa thật? Thiên Chúa của người Do Thái hay Thiên Chúa của người Samari? Và đâu mới thật là nơi Thiên Chúa ngự? Trên núi Garizim của người Samari hay trong đền thờ Jerusalem của người Do Thái? Bởi ở thời Đức Giêsu, người Samari và người Do Thái không còn giao lưu thân thiện, nhưng trở thành thù nghịch của nhau, thù nghịch và khinh bỉ nhau, đến nỗi bất cứ một con vật hay sản phẩm nào không cần xuất xứ mà chỉ đi ngang qua lãnh thổ Samari thì đều bị coi là ô uế đối với người Do Thái. Ngược dòng lịch sử, chúng ta biết khoảng năm 722 trước công nguyên, khi vương quốc miền Bắc và thủ đô Samari bị chiếm đóng bởi quân Assyri, một làn sóng người ngoại quốc đã đến nhập cư sinh sống trên vùng đất này, và đó là nguồn gốc của người Samari. Sách Các Vua Quyển thứ 2 đã ghi lại vua Assyri đã đưa người từ Babylon, Cutha, Ava, Khamat và Sephavagim đến định cư ở các thành xứ Samari, thế vào chỗ con cái Israel. Họ chiếm Samari và ở trong các thành của xứ này. Sau thời lưu đày, khoảng năm 538 trước công nguyên, người Samari chống lại việc xây dựng tường thành của Jerusalem
và hai thế kỷ sau, họ đã xây một đền thờ khác trên núi Garizim làm nơi thờ phượng, và ở chân núi là thành phố lớn mang tên Sikem. Kể từ đó, người Samari chọn núi Garizim làm nơi thờ phượng Thiên Chúa Giave, trong khi Jerusalem vẫn là đền thờ của người Do Thái. Người đàn bà Samari này đã không than thở về nỗi bất hạnh đã nắm đời chồng và hiện đang ở một mình, nhưng rây rứt, bất an vì một vấn nạn đức tin. Niềm tin của bà có thật là niềm tin chính đáng, và Thiên Chúa bà tôn thờ có thực sự ở trên núi này không? Hay bà đã tin lầm Thiên Chúa và chọn sai nơi Thiên Chúa ngự? Mối nghi nan của bà cũng là vấn nạn của nhiều người trên hành trình đi tìm Thiên Chúa. Bởi ở giữa những ngã tư, ngã năm, ngã bảy trên hành trình đi tìm Thiên Chúa, đã có những bảng chỉ đường không đúng, những hướng đạo mù lòa, những lãnh đạo tôn giáo bất xứng, kiêu căng, những thầy dạy lười biếng, vô trách nhiệm, không những đã chỉ sai đường mà còn cấm cản, làm khó dễ những người muốn gặp Thiên Chúa. Chính xã hội và cơ cấu tôn giáo thời Đức Giêsu đã làm người đàn bà Samari và rất nhiều người khác rơi vào tình trạng bán tín bán nghi về niềm tin tôn giáo của mình, và đến hôm nay mối nghi nan ấy vẫn còn là một nhức nhối khôn nguôi của nhiều người. Là đường, Đức Giêsu đã khai mở con đường hạnh phúc đích thực cho bà bằng nói cho bà biết Ngài là ai, đồng thời giải tỏa mối nghi nan đức tin của bà. Này chị, hãy tin tôi. Để đến giờ các người sẽ thờ phượng Chúa Cha không phải trên núi này hay tại Jerusalem. Các người thờ đấng các người không biết, còn chúng tôi thờ đứng chúng tôi biết. Vì ơn cứu độ xuất phát từ dân Do Thái, nhưng giờ đã đến, và chính lúc này đây, giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật. Vì Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ phượng người như thế. Thiên Chúa là thần khí, và những kẻ thờ phượng người phải thờ phượng trong thần khí và sự thật. Nghe đến đây, người phụ nữ thưa: Tôi biết đấng Mêsia, gọi là Đức Kitô sẽ đến. Khi người đến, người sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự. Đức Giêsu liền nói: Đấng ấy chính là tôi. Người đang nói với chị đây. Người nói với chị chính là đường, đang chỉ cho chị con đường đức tin đích thực. Con đường ấy không còn bị giới hạn, ngăn chặn, cấm cản bởi các phe phái, cơ chế, chức sắc độc đoán, độc quyền, độc trị, nhưng mở ra cho mọi người bất kể Do Thái hay Samari, dân ngoài hay con cái trong nhà, trí thức hay dốt nát, giàu có hay nghèo hèn. Con đường Thiên Chúa, đường đang mời gọi tất cả mọi người bất luận nguồn gốc, thành phần cùng lên đường. Vì từ nay, con đường Giêsu ấy không còn bị giam cầm, bắt làm con tin trong đền thờ kiên cố này, hay bị giam giữ, cô lập trong pháo đài trên núi kia. Trái lại, đó là con đường của Thánh Thần sự thật, và con đường hạnh phúc của mọi người chính là Đức Giêsu, đấng đã tự mặc khải để cứu độ nhân loại bằng mở ra muôn ngàn triệu lối ngõ, kênh rạch, suối rãnh, đường bộ, đường sông, đường bay, đường sắt, để mọi người đến được với Thiên Chúa, đấng là hạnh phúc đích thực, viên mãn, tuyệt đối, đời đời. Hôm ấy bên bờ diễn, người đàn bà Samari ngoài đào đã hết âu lo, bối rối, nghi nan. Khi không biết đạo nào là thật, thờ phượng Thiên Chúa ở đâu, dự đạo làm sao, đi đạo thế nào cho phải đạo. Nhưng hạnh phúc, bình an của Đức Giêsu vỡ òa trong tâm hồn bà khi bà thưa với Ngài: Xin ông cho tôi thử nước ấy, nước đem lại sự sống đời đời mà ông vừa nói đó, để tôi hết phải khát nữa.
và chị vui mừng hớn hở chạy đi gặp nhiều người trong làng để kể lại mọi điều Đức Giêsu đã nói với chị, và dân làng đã tin ở Ngài và Ngài đã ở lại với họ 2 ngày. Thứ ba, Đức Giêsu đã gặp những người không hạnh phúc vì tội lỗi của mình. Vì tự thân tội lỗi là điều xấu, nên hậu quả của tội là vô trật tự, mất bình an, không hạnh phúc như kinh nghiệm bản thân của mỗi người sau khi phạm tội. Vì ai cũng đã từng là tội nhân cách này, cách khác. Không phạm tội này thì cùng ngã vì yếu đuối kia. Vì thế, tội nhân là người đau khổ vì tội của mình, bởi lương tâm trong sáng, lương thiện là tòa án nghiêm khắc, công thẳng nhất. Có nhiều căn bệnh tinh thần và cả những căn bệnh thể lý mang chung một nguyên nhân là sự bất an do tội lỗi gây ra. Từ tình trạng không bình an trong tâm hồn, con người mất nghị lực và niềm vui sống. Bởi tội lỗi làm cho cuộc sống trở nên đắng đót, nặng nề, sầu thảm và dẫn con người đến chán chường, tuyệt vọng, hủy diệt. Là đường hạnh phúc, Đức Giêsu đến trong thế giới và tìm gặp người có tội để ban lại cho họ hạnh phúc của người được Thiên Chúa yêu thương và tha thứ. Có người thuộc nhóm Pharisêu mời Đức Giêsu dùng bữa tại nhà ông. Bỗng một phụ nữ vốn là người tội lỗi trong thành biết được người đang dùng bữa tại nhà ông Pharisêu, liền đem theo một bình bạch ngọc đựng dầu thơm, chỉ đứng đằng sau sát chân người mà khóc, lấy nước mắt mà tưới ướt chân người, chỉ lấy tóc mình mà lau và lấy dầu thơm mà đổ lên. Thấy vậy, ông Pharisêu trộm nghĩ trong lòng: nếu quả thật ông này là ngôn sứ thì phải biết người đàn bà đang đụng vào mình là ai, là thứ người nào, một người tội lỗi. Đức Giêsu lên tiếng bảo ông: này ông Simon, tôi có điều muốn nói với ông. Ông ấy thưa: vâng, xin thầy cứ nói. Đức Giêsu nói: một chủ nợ kia có 2 con nợ. Một người nợ 500 quan tiền, một người 50. Vì họ không có gì để trả nên chủ đã thương tình tha cho cả 2. Vậy trong 2 người đó, ai mến chủ hơn? Ông Simon đáp: tôi thiết tưởng là người đã được tha nhiều hơn. Đức Giêsu bảo: ông nói đúng lắm. Rồi quay về phía người phụ nữ, người nói về ông Simon: ông thấy người phụ nữ này chứ? Tôi vào nhà ông, nước lã ông cũng không đổ trên chân tôi, còn chị ấy đã lấy nước mắt tới ướt chân tôi, rồi lấy tóc mình mà lau. Ông đã chẳng hôn tôi một cái, còn chị ấy từ lúc vào đây đã không ngừng hôn chân tôi. Dầu ô liu ông cũng không đổ trên đầu tôi, còn chị ấy thì lấy dầu thơm mà đổ trên chân tôi. Vì thế tôi nói cho ông hay, tội của chị ấy nhiều nhưng đã được tha hết, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều. Còn ai được tha ít thì yêu mến ít. Đoạn tin mừng thật tuyệt vời. Tuyệt vời vì cho chúng ta thấy một Thiên Chúa đầy lòng xót thương tội nhân. Tuyệt vời vì Thiên Chúa chỉ cần nơi người tội lỗi tình yêu trở về. Trở về với tình yêu trong giọt lệ thống hối, ăn năn. Trở về với tình yêu trên môi hôn ngọt ngào, tha thiết, niềm vui được thứ tha, đổi mới. Trở về với tình yêu giữa hương thơm nức lòng hạnh phúc vừa được hồi sinh. Trở về với Thiên Chúa là tình yêu đấng trung tín trong giao ước tình yêu với con người, và chỉ mong đợi đấng trung tín trong giao ước tình yêu với con người, và chỉ mong đợi người tội lỗi yêu nhiều để được thương xót nhiều, yêu nhiều để được thứ tha nhiều. Đức Giêsu đã mở ra cho con đường tình yêu cứu độ cho người có tội nghèo nàn, không có gì để chuộc tội, bất lực, không khả năng để gỡ tội, cô thân, cô thế, chẳng quyền thế, ảnh hưởng để chạy tội. Con đường tình yêu cứu độ là chính Ngài, và trên con đường tình này, người có tội tìm lại hạnh phúc đích thực và trường cửu đã vì tội mà mất đi.
như Đức Giêsu đã âu yếm nói với người phụ nữ: được tha nhiều vì yêu nhiều, con hãy bình an. Đi bình an là đi trong hạnh phúc, đi bình an là lên đường hạnh phúc, đi bình an vì đã gặp Đức Giêsu, đường hạnh phúc của nhân loại. Bên cạnh người phụ nữ trắc nết tự tìm đến con đường hạnh phúc là Đức Giêsu mà Tin Mừng Luca vừa tường thuật, còn một người phụ nữ khác: tôi tin, tội nghiệp, tội lỗi hơn vì bị bắt quả tang đang phạm tội ngoại tình. Chị ta không tự mình đến gặp Đức Giêsu, nhưng bị những người Pharisêu dựng dài đến trước mặt Đức Giêsu và họ tố cáo chị với Ngài với ác tâm được nghe bản án, ném đá đến chết theo luật Môsê từ chính miệng Đức Giêsu vì ngôn sứ đang nổi tiếng và được dân chúng trọng vọng. Thực ra, khi giải giao chỉ đến trước mặt Đức Giêsu, những người Pharisêu có tâm địa ác ôn này đã biết trước chị sẽ bị ném đá vì tội ngoại tình, bị xếp vào hạng trọng tội, và hình phạt đương nhiên sẽ là ném đá cho đến chết. Vì thế, họ nắm chắc trong tay cái chết của người đàn bà tội lỗi này và nghênh ngang vênh váo hỏi Đức Giêsu: luật Môsê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà này, còn thầy, thầy nghĩ sao? Nghĩ gì nổi với cái tội tày đình lại bị bắt quả tang? Nghĩ gì bây giờ trước đám Pharisêu đang say máu người đàn bà có tội? Họ như đám diều hâu háu đói, chỉ chờ bổ nhào xuống trên xác người đàn bà đáng thương vì bị bắt quả tang ngoại tình. Nhìn họ phùng mang trợn mắt, tố cáo và làm áp lực để dạ tâm của họ được thỏa mãn, Đức Giêsu không nói gì hết, cũng chẳng nhìn ai, vì Ngài biết đối tượng đáng thương và cần được thương lúc này là người đàn bà tội lỗi, tóc tai rũ rượi, hổ thẹn cúi mặt trước đám đông đang điên cuồng inh ỏi lên án. Và Ngài đã là đường sống của chị ở phút sau cùng, cứu chị khỏi án tử ở giây phút chót, lấy chị ra khỏi cơn mưa đá dữ dội và cứu chị khỏi bàn thu trông thấy trong đường tơ kẻ tóc. Đức Giêsu không những đã cứu chị khỏi chết mà còn ban lại cho chị hạnh phúc đã mất vì tội. Khi ngẩng lên và âu yếm nói với chị, sau hồi lâu lại ngón tay nguệch ngoạc những gì không ai đọc được trên đất: này chị, họ đâu cả rồi, không ai lên án chị sao? Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu. Thôi chị về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa. Vâng, ai dám lên án và ném đá người đàn bà này trước thách thức của Đức Giêsu, Thiên Chúa của lòng thương xót và là đường hạnh phúc của tội nhân. Thiên Chúa của lòng thương xót và là đường hạnh phúc của tội nhân khi Ngài hỏi đám đông: ai trong các ông không có tội thì cứ việc lấy đá ném trước đi. Tóm lại, có những người bất hạnh đã tự đến với Đức Giêsu, những người đàn bà trắc nết trong Tin Mừng Luca. Có những người bất hạnh bị áp giải đến với Ngài, những người đàn bà ngoại tình bị bắt quả tang. Và cũng có những người bất hạnh được Ngài tìm đến, như người đàn bà Samaria ngoại đạo trong Tin Mừng Gioan. Lại có những người không bất hạnh nhưng chưa hẳn hạnh phúc như người thanh niên có nhiều của cải của Tin Mừng Matthew. Tất cả đều là những người bất hạnh đi tìm hạnh phúc. Họ là hình ảnh của hiện thân sống động của chúng ta, những người lữ hành trên đường đi tìm hạnh phúc. Trên hành trình này, có lúc chúng ta tưởng đã nắm được trong tay trọn vẹn hạnh phúc, tưởng đã tự mình tạo nên hạnh phúc, tưởng đã giữ được hạnh phúc mãi mãi dài lâu, tưởng đã không còn hạnh phúc nào đích thực hơn hạnh phúc chúng ta đang có. Nhưng cuối cùng, hạnh phúc vụt bay, hạnh phúc trốn chạy, hạnh phúc phản bội, hạnh phúc bỏ ta lại một mình đơn côi, trơ trọi, hoang vắng. Và đến lúc ấy, ta mới bừng tỉnh thấy hạnh phúc không đẹp như mơ, hạnh phúc khó nuôi, khó ăn, khó ở và dễ tan, dễ vỡ. Để phải chăng nhận rằng hạnh phúc con người đi tìm cho mình
hoặc tìm cho nhau, tạo ra cho mình hoặc mang lại cho nhau sẽ không bao giờ là hạnh phúc đích thực, hạnh phúc bền vững, hạnh phúc trọn vẹn, hạnh phúc tuyệt đối, hạnh phúc đời đời mà chỉ một mình Đức Giêsu, Thiên Chúa làm người mới là hạnh phúc thật của con người, là đường người tội lỗi phải đi để kiếp người, thân phận, đời người được tràn đầy hạnh phúc tuyệt đối và đời đời, quà tặng quý giá của Thiên Chúa tình yêu.